Hello everyone, I'm Mr. Shang, and today I will give you the last lesson of the Unit 1, Then and Now, Writing. Hello, thầy là Shang đây, và hôm nay thầy sẽ giới thiệu các bạn về bài học cuối cùng của Unit 1. Ngày hôm nay đó là bài về Writing. And this is our lesson today, Unit 1, Then and Now, Writing a Blog Post, the page 17. Các bạn mở trang số 7 và mình làm bài Writing nhé. Okay, now can you tell me some ideas about these questions? What are the best and worst experiences you have had on holiday? Các bạn hãy nói thì nghe là những cái kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm nào đỉnh nhất và tệ nhất của các bạn trong tất cả các kỳ nghỉ lễ. Và nhớ là give reason, đưa cái lý do nhé. Và đây là một vài câu hỏi nếu như các bạn bị bí quá. What's weather bad? What? Mấy bạn hay kể cho thầy là nói về cái thời tiết. Did you have an accident? Có tai nạn nào không? Did the car break down? Xe có hư không, hay nói chung là phương tiện của các bạn có bị vấn đề gì không? Were you ill? Các bạn có cảm thấy khỏe không? Có nghĩa là bạn có bệnh không á? Ok. Think about this and give me your answer or give me your ideas about that. And this is my sample answer about these questions. Best, mình thầy nói về cái đỉnh nhất của thầy nhé. Last summer, we went camping with our friends. We hiked a lot, roasted marshmallow at night, and even went kayaking on the lake. It was so much fun to spend time outside with everyone. Thì hẹn trước đi camping, sau đó đi leo núi, đi nướng kẹo dẻo, rồi đi chèo thuyền, đỉnh vui quá trời vui luôn. Roast. One year, our family trip to the beach was almost completely ended by rain. We were stuck inside playing board games, which wasn't too bad, but we were looking forward to swimming and sunbathing. Thì đi biển nhưng mà cuối cùng là không để đi được tại vì mưa quá. Cuối cùng là vô nhà ở chơi board game không à, không có làm gì được. Nói chung là cũng buồn tại vì không có được bơi hay là tắm nắng hay là đi dạo ngoài biển chơi gì hết. Chỉ ở trong chỗ ở thôi, rất là chán. And this is our lesson today, writing a blog post. I can write a blog post describing a personal experience. Okay, now, pre-task. Bây giờ mình sẽ đến những cái bước đầu tiên của bài này. Okay, exercise 1, read my blog post. Was this good, bad or mixed experience for her? Why? Nếu mình sẽ đọc thử coi đây có bạn về bạn Mary có phải là một cái vui buồn hay là một cái trải nghiệm mà nó lẫn lộn với cảm xúc. Tại sao? Thì đây là cái bài của bạn Mary và các bạn đọc thử và sau đó tìm một cái câu nào đó mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp để trả lời cho cái experience đó. Một hoặc hai câu, vài câu gì cũng được, nhưng mà sau đó thầy sẽ cho ra, các bạn đưa ra cái kết quả cho các bạn để các bạn thấy nhé. Các bạn có 3 phút để đọc bài này. Okay, then now I give you the answers. Mới là có thể pause video clip 30 phút nhưng chưa phải đến giờ. Now look, there were some ups and downs. Cái câu này là câu quan trọng nhất bài. Tại sao quan trọng? Mình tiếp tục nhé.
Và cái chữ đó thì thầy bảo là thấy rồi đó. Was it good but a mixed experience for her? Why? Thì nó là mixed experience because there were some ups and downs, nghĩa giống như là lên mà xuống, thì giống như là một vài cái thì nó vui, một vài cái thì nó không vui. Rồi, ok. Now read the text again and answer the questions. Bây giờ mình sẽ đọc hết cái bài này lần nữa. Và sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi. Thì các bạn hãy để ý tới những cái từ màu xanh dương nhé. Những cái từ xanh dương thì thì sau đó mình sẽ giải thích tại sao. Ok, mình đọc cái đoạn văn này, nguyên bài này trong vòng khoảng 3 phút nữa. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Just pause video in about 3 minutes and after that, okay, we do the exercise. Okay, we move on. And this is your questions. Bạn đọc rồi, bây giờ bạn sẽ tự làm câu hỏi này nhé. Who had the idea to go to the theme park? And why didn't they go into the theme park? Number 3. What were they doing when the rain stopped? Bạn đọc thử, sau đó đưa cho thầy ý tưởng nhé. Hai phút được không? Ok, 2 minutes. Okay, now I'll give you the answer. Who had the idea to go to the theme park? Yeah, Mary's dad. Why didn't they go into the theme park? Tại sao họ không đi vô? Không nha, didn't nha, không phải là did. Yeah, because it was raining. Trời mưa không đi được. What were they doing when the rain stopped? Bây giờ hết mưa rồi, giờ có đi nữa không? Yeah, getting out of the car. Rồi xe, khỏi xe thì mới đi vô ha. Okay, let's go. Rồi mình tới phần task cycle. Let's go. Now look at the paragraph again. Nhưng mà nhìn lại lần nữa. Now, look at the key phrases. Describing an eventful day. It all started at, or when, the moment, that. By the time, meanwhile, when we finally, amazingly, and in the end. Các bạn sẽ tìm thử cái điểm chung của tất cả các key phrases này nói về vấn đề gì? Nó là gì? Nó liên quan tới cái gì? Dạ, chính xác. Nó là time connectors. Các bạn sẽ thấy liên quan tới phần thời gian. Because they tell us when things happen. Nó là những cái liên từ chỉ thời gian mà không, nó là những cái liên kết thời gian. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ nói cho chúng ta biết khi nào những cái sự việc đó diễn ra. Now look at the blog post. Ok, biết là chán lắm rồi nhưng mà phải nhìn lại ha. And use your dictionary to check the meaning of blue world. Sau đó mình sẽ nhìn vào cái từ điển để tìm nghĩa của những cái từ màu xanh dương này. Thì hồi nãy thầy đã cho mấy bạn thấy về cái đó rồi. Đó là cái trong cái key phrases. Đó là những từ chỉ về thời gian.
Nhưng bây giờ nó chỉ về thời gian cụ thể như thế nào thì bạn có thể dựa vào từ điển để tìm hiểu. Ok. Sau khi các bạn đã tìm hiểu nghĩa của từ thì những từ đó thì bây giờ mình sẽ làm thử bài ha. To the correct options. We went shopping and I went to the cafe. Như thế nào đó? I stayed in the cafe. It closed. We arrived home. It was really tired. We have made some sandwiches. We left home. In the end, on the moment that we said goodbye, I felt sad. Rồi, mấy bạn suy nghĩ thử coi. Okay, I will give you answer and explain. We were shopping and sau đó là afterwards I went to the cafe. Có nghĩa là chúng tôi đi tới đi shop mua đồ sắm sau đó chúng à, mình tới cái quán cà phê. Number two. Until tôi ở quán cà phê cho đến khi nó đóng cửa. Trời ở dữ vậy. Yeah. Khi mà chúng tôi về nhà thì là tôi rất là mệt. By the time we arrived home, I was really tired. Mình không để điểm finally ở đây, nó không hợp nghĩa. Và tiếp tục. Này dễ rồi, mình có từ have made và từ let, cho nên mình biết là before. Thì đây là chúng tôi làm một vài cái bánh sandwich trước khi chúng tôi về nhà, chúng tôi rời khỏi nhà. The moment that, cái thời điểm mà chúng tôi nói tạm biệt, tôi cảm thấy rất là buồn. Yes. Optional activity. Close your book. Look at these gap sentences on the wall. Mình sẽ nhìn những cái câu đục lỗ ở đây và bạn đóng sách lại đi rồi mình mới làm được ha. Được mở sách. Ok, bây giờ mình có câu là must call me cái gì đó. Bây giờ mình sẽ có từ là ask. Hồi nãy mình nhìn nhận những cái từ hồi nãy có từ nào có từ ask. But I recognize him the gì and that. Rồi by the what and cuối cùng là the end. Nhớ lại những từ hồi nãy mà mình truyền vào cho đúng nhé. Yeah, mình sẽ điền là just as. Yeah. The moment that I saw him. By the time. And in the end, right. Okay, tương tự như speaking guide, mình sẽ follow the step in the writing guide. Look at the task. Bây giờ mình làm gì đây? Write a blog post about 120 words about a good or bad experience which you had on holiday. Bây giờ mình sẽ viết một cái trải nghiệm của mình, mặc kệ là có thể nó tốt, có thể nó xấu vào cái kỳ nghỉ của mình. Và mình sẽ viết một cái bài post trên mạng vào 120 từ. Và mình sẽ try to tell a story in clear and interesting way. Và mình có mấy step. How many step? 3 step. First, think and plan. Đây là cái bước mà các bạn sẽ đưa ra cái outline của mình. True, write, các bạn sẽ viết. Và cuối cùng là three, check, kiểm tra lại lần cuối. Như bạn sẽ thấy cái bước này giống như bước speaking guide bữa trước mình làm vậy. Ok, step 1, think and plan, suy nghĩ nhé. Copy and complete the ideas map
with notes about story. Bây giờ mình sẽ nghĩ về cái story và sau đó mình sẽ viết những cái ID ở đây. Ví dụ như là this story, mình sẽ hỏi mình đầu tiên mình là who, nói về ai, where, ở đâu, when, khi nào, nhớ giống như cái speech trên bữa không, main event, cái sự kiện chính nào, background, có cái thông tin nào, cái gì đó mà gần nó background giống như cái nền của bạn á. Before, trước đó thì mình làm gì, và during, trong suốt thời gian đó, mình phải trong suốt cái sự kiện đó mình như thế nào. Yes. Ok, thì thầy cho ví dụ, các bạn ví dụ đây, who, nói về my family, where, ở đâu nhỉ? That's right, the stadium, các bạn có thể cho một cái khác, đến một cái outline mà, when, khi nào, summer, last summer, hay gì đó, summer, background, excited crowd, mà có thể cho ví dụ giống vậy, tương tự giống vậy. Rồi, mình còn 3 ý nữa, đó là main event và before và during. Main event đây là sự kiện chính, mình sẽ là the chaos, cái sự hỗn loạn ha. Và trước đó thì mình là the seagull snatched a fish, một con seagull nó bắt con cá. Trong suốt đó mình nghĩ ra là, trong suốt sự kiện đó là việc chasing a plastic. Ok, tiếp tục nha các bạn. Rồi, mình sẽ write. Và paragraph 1, đoạn đầu tiên, set the scene what had happened before the main action started. Thì mình sẽ đưa ra cái bối cảnh và chuyện gì sẽ xảy ra trước khi mà cái hành động chính nó diễn ra. Thì đây là everyone were buzzing with excitement, có nghĩa là tất cả mọi người đang rất là hào hứng, đang rất là phấn khởi, đang rất là vui. The trainers announced that the show would begin. Thì cái người mà huấn luyện, người ta nói là bây giờ cái show diễn này sẽ bắt đầu. Cho nên mọi người rất là phấn khởi vì đó ha. Biết về một cái main events and what will happen in the background, thì khi đó mình phải nghĩ về những cái gì xảy ra và sự kiện chính là gì. Nhưng mà sẽ biết cái ý định của bạn về cái chủ đề này các bạn làm ha. Ví dụ, a seal snatched a fish from the hands, con mồi nông nó bắt con cá. The confused dolphin started splashing around, với con cá heo á nó bắt đầu nó nhảy nó xung quanh. Everyone screams, the show was in chaos. Thì tất cả mọi người bắt đầu la hét và cái show nó trở nên hỗn loạn. Rồi, what happened at the end and how did everyone feel? Rồi cuối cùng là kết thúc như thế nào và tất cả mọi người cảm thấy ra sao? They got the seagull, bắt được cái con mồi nông rồi. No dolphin show, nhưng mà cái show nó cũng kết thúc luôn. We felt disappointed, but và chúng tôi cảm thấy rất là thất vọng ha. Còn bạn mấy bạn dựa vào vậy bạn biết ra giống vậy ha. Sau đó các bạn sẽ viết thành một đoạn văn. Sau khi các bạn hoàn thành đoạn văn đó thì các bạn sẽ tới bước thứ ba là check, kiểm tra lại những gì, variety of verb tenses, và mình kiểm tra lại những cái phần thì của mình có đa dạng hay không và có đúng hay không. Time connectors, mình có sử dụng đúng cái time connector chưa. Ok, rồi review. Và bây giờ dựa vào những cái bước đó thì thầy sẽ viết thành một câu chuyện như sau. My family were all excited for the highlights of our summer beach trip, the dolphin show. When we finally arrived at the stadium, everyone was buzzing with excitement. Then trainers announced that the show would begin. A mischievous seagull flew down and snatched a fish from their hands. The crowd screamed, and the confused dolphin started splashing around. Meanwhile, the trainers attempted to gain control of the situation by chasing the cheeky seagull with empty buckets. By the time they got it, the show was chaos. We are left with a story to tell, disappointed but impressed by the seagull's audacity. In the end, even though the dolphins did not perform, the experience was memorable. Thì câu chuyện như sau.
Nó là 117 từ. Và câu chuyện như sau là tất cả mà gia đình tôi rất là hứng thú cho đến cái điểm nhấn quan trọng nhất của cái kỳ nghỉ hè ở bãi biển, đó là cái sâu diễn của con cá heo. Và khi mà chúng tôi tới được cái stadium thì tất cả mọi người đều rất là hứng khởi. Sau đó làm gì? Jen thì người huấn luyện kêu là bắt đầu cái show bắt đầu nha. Thì bất ngờ một cái con mùa nông bí ẩn bay xuống và nó bắt con cá ở trong từ cái tay của những người trainer này. Và tất cả mọi người la hét, và những cái con cá heo thì khi mà huấn luyện là người ta nó sẽ bắt con cá, nhưng mà nó bắt đầu không hiểu, confused là bị rối, và bắt đầu nhảy kiểu giống như là giãy xung quanh. Khi đó thì the trainers, những người huấn luyện cố gắng kiểm soát bằng tình huống bằng cách là bắt đi chạy theo con bồ nông này và với lại một cái xô rỗng. Và khi mà họ bắt được thì cái xô nó rất là hỗn loạn. Và we all left, và tôi có cả mọi người chúng tôi rời đi với một câu chuyện để kể, tuy là thất vọng nhưng mà rất là kiểu như là rất là ấn tượng, bởi cái con bồ nông này nó quá can đảm, nó quá chỉ giống như nó hơi liều á. Và cuối cùng là gì, mặc dù là cái show của những con cá heo này nó không có diễn được, nhưng mà cái trải nghiệm này là rất là đáng nhớ. Các bạn có thể dựa vào viết như thế này, thì đây là paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3, thì đây là set the scene. Thì mình sẽ viết ra cái nguyên nhân, cái scene là cái bối cảnh trước, sau đó mình đưa ra cái sự kiện chính ở đây, và cuối cùng là mình kể lại là có chuyện nó sẽ kết thúc như thế nào và tất cả mọi người cảm thấy ra sao. Okay, this is your homework. Learn the new vocabulary in lesson 7 and prepare for the next lesson. Và bây giờ sẽ học lại từ vựng ở lesson 7 và sau đó mình sẽ chuẩn bị cho bài sau. And this is the end of our lesson and this is the end of our unit. Thì đây cũng là phần kết thúc của bài học và cũng là kết thúc của cái unit này. I hope you understand this unit well and you can improve in the future. Và tôi hy và thầy hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái unit này rất tốt và phát triển tốt hơn về phía sau. Okay, I hope to see you again in the near future. Và thầy hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong một cái tương lai gần.